Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Tại điểm cầu cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến dự lễ khởi công. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có tổng chiều dài khoảng 140 km. Tổng vốn đầu tư của hai dự án là hơn 91.000 tỷ đồng. Riêng dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua Hà Nội có chiều dài trên 58 km, phần lớn đi qua huyện Hoài Đức với tổng chiều dài trên 17 km. Đây là những dự án trọng điểm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân. Trong đó, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương, Quốc hội phê chuẩn. Hai dự án này trong chuỗi các dự án quan trọng, trọng điểm về giao thông được khởi công trong tháng 6 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ của một bộ ngành, một địa phương nào, mà là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các địa phương, bộ ngành, vì chính lợi ích thiết thực của các địa phương và đất nước để thực hiện chủ trương lớn của Đảng. Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực cố gắng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy tổ chức Đảng và các cấp chính quyền các địa phương ba tỉnh và thành phố trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công. Trong đó, đường vành đai 4, ba tỉnh thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt trên 80%. Vinaconex là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu với chiều dài khoảng 23 km. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai liên vùng kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội, kết nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của thủ đô, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững hiện đại. Công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ hình thành trục ngang và từng bước hình thành mạng lưới đường cao tốc vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các trục dọc cao tốc, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang trục ngang quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tạo không gian phát triển vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh. Tinh thần là phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, phải trọng tâm trọng điểm, phải làm việc nào dứt việc đấy, tăng cường cái giám sát kiểm tra, rồi tăng cường cái chống tiêu cực tham nhũng trong cái quá trình tổ chức thi công, và đặc biệt là quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người dân đã nhường các cái chỗ ở, nơi canh tác, nơi làm việc của mình để cho dự án được thực hiện. Với một cái tinh thần như vậy thì tôi xin tuyên bố là khởi công hai cái tuyến đường cao tốc này. Một, bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Xin được chúc hai dự án sẽ được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và hoàn thành đúng tiến độ. Thưa quý vị, trưa nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 25 đến 28 tháng 6 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thời gian qua. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi chiến lược, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố và định hướng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ hai nước. Đồng thời, chuyến thăm sẽ xác định các biện pháp nhằm triển khai toàn diện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo xung lực cho việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Nhân chuyến thăm lần này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức tại thành phố Thiên Tân. Với vai trò là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tích cực đóng góp phối hợp với các đối tác quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ vừa có văn bản gửi các bộ Tài nguyên và Môi trường, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cử thành viên tham gia tổ công tác kiểm tra làm việc với địa phương về khai thác cung ứng vật liệu xây dựng thông thường do dự án đường cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 573. Hai tổ công tác này sẽ kiểm tra và làm việc với các địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 7. Trong đó, tổ công tác số 1 kiểm tra làm việc với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định. Tổ công tác số 2 kiểm tra làm việc với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế thị trường nổi bật. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình xử lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của sở này cho biết có 55 dự án đang được xem xét giải quyết, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Hầu hết các dự án này đều là các dự án bất động sản như chung cư, nhà thấp tầng, dự án nhà liền kề. Diện tích bỏ trống văn phòng cho thuê tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng đột biến khi nhiều doanh nghiệp nhãn hàng trả lại mặt bằng để tiết kiệm chi phí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của các công ty tư vấn bất động sản nhận định thành phố sẽ chứng kiến tỷ lệ trống kỷ lục đến 29% trong phân khúc văn phòng hạng A vào cuối năm nay. Đây là hệ quả của việc gia tăng nguồn cung trong nửa cuối năm. Còn tại Hà Nội, nhiều văn phòng ở trung tâm cũng đang bỏ trống hoặc sang nhượng lại. Theo dự báo, tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tại Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 4,4% cho quý 2 năm nay. Đến ngày 23 tháng 6 đã có 70 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất trên 3.851 MW gửi hồ sơ để đàm phán giá điện, tăng thêm 2 dự án so với thống kê ngày 13 tháng 6. Trong đó có 59 dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp với tổng công suất hơn 3.211 MW đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cùng chủ đầu tư các dự án hoàn thành đàm phán và ký tắt hợp đồng với 55 trên 59 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 51 dự án, tăng 8 dự án so với ngày 13 tháng 6. Hiện đã có 11 dự án với tổng công suất hơn 545 MW đã hoàn thành thủ tục cốt, chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Tới đây, việc cấp và quản lý biển số xe máy ô tô sẽ được tiến hành theo mã số định danh của chủ xe, hay còn gọi là biển số định danh. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, đang được Bộ Công an xin lấy ý kiến và đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ghi nhận sau đây sẽ lý giải phần nào việc vì sao phải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý biển số ô tô xe máy. Dự thảo Bộ Công an đề xuất, chủ xe là người Việt Nam thì biển số được quản lý theo mã định danh cá nhân. Theo đó, hồ sơ đăng ký cấp biển số xe không có sự thay đổi. Điểm khác ở đây là cách thức Bộ Công an quản lý cơ sở dữ liệu của phương tiện. Khi mà tôi đi làm thủ tục hành chính, nó sẽ thuận tiện hơn. Thứ hai nữa là về việc quản lý cái thông tin cá nhân của tôi, nó sẽ được tập trung, nó sẽ dễ hơn, dễ kiểm soát hơn. Tuy nhiên, trước thông tin tới đây, việc cấp biển số và quản lý sẽ được tiến hành theo mã số định danh của chủ xe, thì cũng có ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về việc thông tin cá nhân bị lộ lọt. Thể họ xâm nhập được, họ sẽ biết được từ cái mã định danh này của mình ấy, thì nó sẽ mình có những cái gì, thì là cũng lo ngại một phần thôi. Ngoài ra, điểm mới khác của dự thảo là đề xuất thu hồi biển số xe khi chủ xe sang nhượng, mua bán xe cũng được cho là bước tiến lớn nhằm giải quyết vấn đề xe không chính chủ. Khi mà chuyển quyền sở hữu xe thì người dân sẽ được giữ lại biển số đó, có thể là biển số yêu thích gắn theo ngày sinh, ngày kỷ niệm để đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình và không phải đổi biển số khi chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Và cái việc cấp biển số định danh, quản lý theo mã định danh giúp chủ xe, giúp cơ quan nhà nước trong cái công tác quản lý sẽ được nhanh chóng, thuận lợi. Những điểm mới của thông tư nếu được triển khai sẽ giúp cơ quan nhà nước trong công tác quản lý được nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu giữ, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp theo là những tin tức về y tế xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật tình hình mưa dông ở các khu vực, đồng thời đưa ra cảnh báo về hiện tượng này. Tính đến sáng sớm nay 25 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các khu vực cao từ 60 đến 105mm. Hôm nay, phía Tây Bắc Bộ tiếp tục ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tập trung chính ở Sơn La, Yên Bái và Hòa Bình. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do mưa lớn, các khu vực cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3.000 sinh viên tình nguyện đã sẵn sàng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 55.000 sinh viên đăng ký tham gia. Qua xét tuyển đã chọn hơn 3.000 sinh viên tình nguyện sẵn sàng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Chương trình triển khai qua 3 giai đoạn với 3 nội dung chính là hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và hỗ trợ sinh viên khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã trực tiếp tập huấn, hướng dẫn cho 18 đội hình sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác điều phối giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh trật tự tại 156 điểm thi. Bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng khá nhanh ở khắp các tỉnh thành phía Nam. Có địa phương số ca mắc tăng gấp đôi so với tháng trước. Đáng chú ý là đã có nhiều ca tử vong trong thời gian gần đây. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không được chủ quan, cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, 20 tỉnh thành phía Nam đã có hơn 25.000 ca mắc sốt xuất huyết và 6 ca tử vong. Hiện bệnh sốt xuất huyết đã liên tục gia tăng tại các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Đồng Nai. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh có gần 10.000 ca mắc sốt xuất huyết. Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp vì phía Nam đang là mùa mưa, nhiều nơi nước tụ nhưng không được dọn vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, người dân chưa có ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết mà ngành y tế đã khuyến cáo. Mùa mưa, độ ẩm cao là yếu tố thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết phát triển. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, tiêu diệt bọ gậy, lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ. Tại khu vực miền Nam, những ngày này thời tiết thay đổi thất thường, sáng nắng, chiều lại có mưa dông. Đây là yếu tố nguy cơ khiến số lượng trẻ nhập viện vì viêm phổi gia tăng đáng kể, trong đó có những ca rất nặng phải thở máy, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Hiện mỗi ngày, khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiếp nhận từ 40 đến 50 bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, tiểu phế quản, hen đến khám và điều trị. Trong đó có những ca rất nặng, gây biến chứng được chuyển từ các tuyến dưới lên. Các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 cũng trong tình trạng tương tự. Theo các bác sĩ, thông thường các bệnh về đường hô hấp xuất hiện rải rác quanh năm. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, số ca mắc viêm đường hô hấp liên tục tăng cao. Nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện khi đã ở trong tình trạng nặng do sự chủ quan của gia đình. Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo đảm sức khỏe, người dân cần chú ý uống đủ nước, tăng cường sự lưu thông máu, hạn chế thay đổi môi trường nhiệt độ. Phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tuyệt đối không sử dụng kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Thưa quý vị, những vấn đề của ngành điện như thiếu điện, giá điện sinh hoạt có trường hợp cao hơn giá điện sản xuất, hay việc ngành điện thua lỗ liên miên dù đã tăng giá đã làm nóng nghị trường Quốc hội những ngày qua. Và đó cũng là chủ đề chuyện trong tuần ngày hôm nay. Ngành điện báo lỗ tới 26.000 tỷ đồng trong năm 2022. 4.600 MW điện mặt trời, điện gió không thể hòa mạng sử dụng, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu điện và vẫn thiếu điện. Bên cạnh đó, thực tế giá điện sinh hoạt có những khung giờ cao hơn giá điện kinh doanh. Về các công thức bù giá chéo khiến người dân không khỏi băn khoăn. Thưa quý vị, trong những ngày nóng cực điểm ở miền Bắc, thì những bất cập ngành điện cũng nóng hơn bao giờ hết trên nghị trường Quốc hội. Tất cả những băn khoăn của người dân từ giá điện sinh hoạt, cơ chế hòa mạng điện gió, điện mặt trời cho đến tổng thể quy hoạch ngành điện đều được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn đưa ra.
cần thiết phải làm rõ tường minh khoản lỗ 26.000 tỷ đồng năm 22 của EVN để sớm có biện pháp tháo gỡ bất cập và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong khi mua chưa hết công suất của điện gió, điện mặt trời trong nước thì lại đi nhập khẩu điện từ các nước lân cận. Ta xác định là lâu dài là nhập khẩu điện từ Trung Quốc, mà lại nhập cả Lào nữa, có buồn không? Tại sao vậy? Giá thành của họ giảm thì tại sao chúng ta không kiểm tra xem là tại sao chúng ta không giảm được giá điện? Trong khi đó chúng ta có thể xác định là Việt Nam là một cường quốc điện gió và điện mặt trời. Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải thích, điện gió, điện mặt trời là nguồn điện không chủ động và an ninh năng lượng chỉ đạt được khi nguồn điện chủ động đủ cung cấp trong trường hợp không có hai nguồn điện này. Nơi có tiềm năng về nắng và gió lại là nơi có phụ tải thấp. Vì thế, muốn sử dụng nguồn năng lượng này phải đầu tư khá lớn cho hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ điện. Mặt khác, để duy trì thường xuyên an toàn hệ thống điện và phát huy hiệu quả năng lượng tái tạo thì phải có một số nguồn điện nền ổn định, nghĩa là phải có khả năng phát liên tục 24/24 để bù đắp cho những khi không có cái nắng, cái gió thì phải có cái đó để mà chen vào. Về việc giá điện vẫn tăng mà EVN vẫn lỗ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân cho rằng giá nguyên liệu tăng cao thời gian qua là nguyên nhân cơ bản và việc nhà nước hỗ trợ bằng ngân sách là cách làm của nhiều quốc gia trên thế giới. Để người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng điện ở mức cần thiết mà không phải trả thêm tiền điện quá khả năng chi trả thì có hai cách giải quyết. Một, như ở Nhật Bản, cứ 1 kW điện tiêu dùng hộ gia đình, chính phủ trả 7 yên, còn lại gia đình phải trả. Qua đó giảm 20% hóa đơn tiền điện các hộ phải thanh toán theo giá điện cao hơn của các công ty điện. 2. Như ở Pháp, các công ty điện tăng giá điện khi giá dầu, giá khí đốt tăng, song mức giá thực tế giảm 4% năm 2022 và 15% 2023 so với mức giá các công ty sản xuất điện đề xuất. Vì chính phủ Pháp trợ cấp cho các doanh nghiệp điện 49 tỷ đô la từ ngân sách. Bên cạnh những băn khoăn về việc ngành điện vừa thiếu vừa thừa hay khoản lỗ lên tới 26.000 tỷ đồng là những lo ngại về công tác quản lý và điều hành điện. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng cơ chế giá điện hiện nay chưa hợp lý bởi giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn cả giá điện sản xuất của các doanh nghiệp. Đó là lý do mỗi lần tăng giá điện, người dân đều cảm thấy không thoải mái. Và theo các đại biểu Quốc hội, chi phí vận hành bộ máy của EVN cũng cần được rà soát lại. Tại sao trong luật điện lực ấy, thì là quy định là nhà nước chỉ độc quyền cái phần truyền tải thôi? Thế bây giờ công ồn thất cả phân phối. Hiện nay là cả phân phối công độc quyền. Ngành điện hiện nay là có 100.000 lao động, mà trong khi đó ngành điện phát chỉ có 20.000. Cái phần phân phối công chỉ đi ghi số thôi mà, có cái gì đâu, cũng đông quận như quân nguyên vậy. Thì thành thứ đó nó lỗ ở đây. Đúng. Làm đúng luật điện lực là công phải tách ra được. Cái phần truyền tải là nhà nước độc quyền, còn phần phân phối thì không cần. Kinh doanh thua lỗ, đề nghị tăng giá điện, thiếu điện mùa cao điểm, đề nghị cắt điện luân phiên, đó là điệp khúc của ngành điện trong nhiều năm qua. Một ngành được giao trọng trách bảo đảm an ninh năng lượng nhưng lại để xảy ra mất an ninh năng lượng thì cần phải xem xét lại. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thanh tra về cung ứng điện. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những bất cập của ngành điện còn đến từ quy hoạch phát triển năng lượng và cơ chế trợ giá khi nguyên liệu đầu vào biến động. Hai yếu tố này nằm ngoài khả năng kiểm soát của ngành điện. Vì vậy, bên cạnh việc chờ đợi kết quả thanh tra ngành điện, chúng ta cũng chờ đợi những chuyển biến trong định hướng quy hoạch ngành điện mà trước hết là quy hoạch điện 8 vừa được duyệt cách đây ít ngày. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, trong những ngày gần đây thì mực nước các hồ thủy điện đã nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, nhờ đó mà tình hình cung ứng điện đã được cải thiện. Từ ngày 23 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, EVN cũng cho biết là việc cắt điện luân phiên vẫn có thể phải thực hiện trong thời gian tới. Nguyên nhân là do không có công suất dự phòng, cùng với lưu lượng nước ở các hồ thủy điện tăng chậm nên là các hồ chứa này hạn chế huy động để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng mưa lớn kèm theo gió lốc, mưa đá gây ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, thiệt hại tài sản và hoạt động sản xuất của người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công điện hỏa tốc về việc tập trung, chủ động ứng phó để hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai trong thời gian tới.
Với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời, quyết liệt ứng phó, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, không để bị động, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương thuộc tỉnh tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt trượt, ngập lụt, lũ quét có thể xảy ra khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khu dân cư, có biện pháp cảnh báo cho người dân và chủ động xây dựng phương án sơ tán, di dời, cứu hộ nạn nhân và đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đường giao thông có ngầm tràn, suối chảy qua, dễ xảy ra lũ quét bất ngờ khi mưa lớn.